chào mọi người ạ, con tên là Lữ Quốc Đạt ạ. Bên tay phải con là Đặng Vũ Thiên Anh ạ. Đây là Vũ Tuấn Minh ạ. Bọn con là team The Banana. Con xin chào cô chú và các bạn. Con tên là Đặng Kim Thiên Kim. Năm nay con 11 tuổi. Hiện tại con đang sống tại thành phố Hà Nội. Hôm nay con đến Siêu Tài Năng Nhí với tài năng là ca hát, nhảy múa và diễn nhạc kịch ạ. Xin chào tất cả mọi người, con tên là Trần Vũ Đan Khanh, năm nay con 11 tuổi và con đến từ Hà Nội. Hôm nay con đến với vòng casting của Siêu Tài Năng Nhí với tài năng của con là ca hát ạ.